Xin chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai làm đường cho mẹ Việt Nam anh hùng và xây nhà cho thân nhân liệt sĩ. Với mong muốn giúp người nông dân chăn nuôi có thêm những phương pháp hữu hiệu để chăm sóc và quản lý đàn vật nuôi được khoa học và dễ dàng hơn, nhóm giảng viên và sinh viên khoa cơ khí trường Đại học Nguyễn Tất Thành thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay thực hiện mô hình quản lý thức ăn cho heo, ứng dụng công nghệ RFID và điều khiển bằng máy tính. Mô hình trại heo mô phỏng này đã được lắp đặt bộ điều khiển ứng dụng công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID và một phần mềm quản lý trên máy tính. Theo đó, mỗi con heo sẽ được đeo một thẻ từ. Phần mềm cho phép người dùng cài đặt lượng thức ăn vừa đủ cho heo, tùy thuộc vào tháng tuổi và cho phép xem lượng thức ăn mà mỗi con đã ăn. Hệ thống sẽ đo lượng thức ăn heo, lượng thức ăn mà heo ăn đủ với người lập trình thì hệ thống sẽ dựng hoạt động và không cho thức ăn rơi xuống máng ăn. Từ lúc đó thì chúng ta có thể biết được heo đó nó ăn được bao nhiêu, chúng ta có thể kịp thời can thiệp vào. Ngoài ra, trong trại heo cũng sẽ được gắn cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm để người quản lý có thể theo dõi trên phần mềm. Nhóm đang lên kế hoạch thử nghiệm trên một trại heo thực tế để đánh giá hiệu quả chính xác hơn. Nếu thành công, mô hình này sẽ giúp ích rất nhiều cho người nông dân trong việc quản lý thức ăn cho vật nuôi và phát hiện những hiện tượng lạ để theo dõi và can thiệp kịp thời, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí chăm sóc.